Tiếp tục với những thông tin mà chúng tôi cập nhật về tình hình dịch bệnh COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, vào sáng ngày mùng 4 tháng 7 thì theo thông tin từ Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh cơ sở 1, bệnh viện này đã ngừng tiếp nhận bệnh nhân vì phát hiện có thêm 4 ca mắc COVID-19. Đây là lần thứ hai Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh phải tạm ngưng hoạt động trong đợt dịch thứ tư này bởi phát hiện nhân viên y tế của bệnh viện mắc COVID-19. Để tránh lây lan và đảm bảo an toàn cho người đến khám và làm việc, bệnh viện đã quyết định tạm ngưng khám chữa bệnh từ ngày 3 tháng 7 để khoanh vùng, sàng lọc tìm nguồn lây, phân loại người tiếp xúc với các ca bệnh. Cho đến nay, kết quả điều tra dịch tễ cho thấy chưa có bằng chứng các nhân viên y tế lây chéo khi các nhân viên này không tiếp xúc với nhau. Các nhân viên y tế của bệnh viện đều đã được tiêm vaccine phòng COVID-19. Ngoài các trường hợp trên, thì tất cả các nhân viên còn lại có kết quả xét nghiệm âm tính trong cùng lần xét nghiệm.